Còn về tiền là giống như cái bài tiếc thương đầu tiên mà em viết cho anh Vũ Linh, em không hề lấy tiền nha. Em cái đó em tặng Vũ Luân, rồi con Phượng, con Hồng Phượng mới lấy nó cài nha. Mà nó nói tiền thôi, coi như tháng 8, 9 tháng này tháng nào nó cũng lãnh tiền, em không lãnh cắt nữa. Thế bây giờ em lấy lại. Cái phải thưa bé. Rồi phải thưa chứ Tức là sao? con Phượng cái bữa mà em phối cái công tác của mình lên thì nó mới có nhắn tin em, nó nói là anh Thu vậy đây thì sao, là anh có muốn em gỡ cái bài tiết thương không, muốn tùy tại cái chuyện không phải anh muốn đầu tiên em tự đem đưa lên, rồi giờ em muốn thả xuống cái chuyện của em Tác giả của anh đúng không? của Là anh anh ở mới sáng tác anh không có một mà. cách thiệt nói thiệt bài tiết thương, bài tiết Anh đã thương đăng mà ký rồi đúng không? đăng, không có đăng ký, tức là ở anh có đăng ký bên bản quyền bên tác quyền, Không biết tác nếu các bạn mà quyền. lấy tiền thì nó sẽ lấy tiền của bạn nó đưa cho anh. Đấy không? Ừ. Thì bây hiện tại là chưa thấy nè, chưa có bạn nè, Thì 8, 8, 9 tháng này nhà tháng nào thì Phượng cũng lãnh, không lấy cái đó em muốn nói đó. Thưa quý khán giả thân mến, sau khi hai bài hát được sáng tác từ nam nhạc sĩ Cao Minh Thu, Tiếc Thương được nghệ sĩ Vũ Luân thể hiện và Hồng Ve xin về hát tại chùa đăng tải lên kênh YouTube để kiếm tiền. Và mới đây, bài Không Phải Của Mình được ca sĩ Quách Tuấn Du hát và được đăng tải trên kênh của Quách Tuấn Du và hiện đã đạt gần 2 triệu view. Trong bài hát, những ca từ được nhạc sĩ viết không hề nhắc đến tên ai, nhưng do bị nhột nên phía mẹ con Hồng Ve sạc pháp cùng với đám ve con ngoài kia thì có những màn nhảy dựng lên rồi hồi nhau tấn công ca sĩ Quách Tuấn Du và nhạc sĩ Cao Minh Thu. Chúng đã có một màn tự vả đạp đổ chén cơm cuối cùng của ve chúa. Và chi tiết thông tin này ra sao, chúng tôi mời quý vị cùng các bạn cùng theo dõi những cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, nhạc sĩ Cao Minh Thu mặc dù sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhạc sĩ Cao Minh Thu được khán giả gần xa biết đến như là một người con của quê hương miền Tây bởi những ca khúc của anh mang âm hưởng dân ca miền Tây với giai điệu ngọt ngào ca từ mộc mạc như Miền Tây Quê Tôi, Cô Dâu Miền Tây, Đồng Tháp Quê Mình, Mãi Yêu Quê Hương Tôi. Minh Thu đã cảm thấy yêu mến những làn điệu dân ca của vùng nước sông Cửu Long, yêu mến nghệ thuật cải lương. Điều này được chứng minh trong đa số các ca khúc do anh sáng tác có sử dụng các điệu lý bài bản của sân khấu cải lương. Tình yêu miền Tây của Cao Minh Thu còn thể hiện qua tình yêu cải lương, bộ môn nghệ thuật đặc sắc nổi bật của bà con miền Tây sông nước. Ông đã có những ca khúc về đời nghệ sĩ, viết về sân khấu cải lương như Nhớ Ngoại, Thương Mẹ, Thương Hoài Hai Tiếng Cải Lương. Nam nhạc sĩ có những chia sẻ rằng ông từng có thời gian làm việc chung với cổ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và ông thật sự yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông rất tôn trọng Vũ Linh. Khi ông Hoàng Cải Lương ra đi vì cơn bạo bệnh, để lại sự tiếc thương không nguôi cho gia quyến, đồng nghiệp, khán giả, ngày cố nghệ sĩ ra đi, ông thật sự rất đau đớn và xót xa. Khi đến thắp hương về thì ông đã sáng tác ra ca khúc Tiếc Thương dành cho cố nghệ sĩ. Ca khúc này sau đó ông dành tặng cho con trai nuôi của cố nghệ sĩ là nghệ sĩ Vũ Luân, đã được thể hiện rất thành công. Và đứa cháu gái họ Lê cũng lợi dụng ca khúc này. Ca khúc này ông viết và tặng hoàn toàn miễn phí, ông không hề nhận một đồng nào tiền tác quyền. Ca khúc này, Hồng Ve đã xin về và thu âm rồi đăng tải trên kênh YouTube của cậu ta để kiếm tiền. Ngoài việc kiếm tiền, thì Hồng Ve dùng bài hát này như thể hiện tấm lòng yêu cậu, thương cậu, giả tạo của mình, chờ chiều, truyền thông dẫn dắt dư luận để dọn đường đánh tráo thân phận con nuôi con ruột của Hồng Loan, xóa đi hằng thừa kế thứ nhất để tranh đoạt tài sản với người con gái của cậu. Gần một năm qua, ồn ào biến cố gia đình của ông Hoàng bùng nổ trên mạng xã hội, nhưng nhạc sĩ Cao Minh Thu không lên tiếng vì không muốn làm đau lòng người đã nằm xuống. Ca khúc Tiếc Thương là tấm lòng, là tâm huyết của nhạc sĩ dành cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ trọn tình trọn nghĩa dành cho người đồng nghiệp đáng kính của mình. Ông quay về với cuộc sống cá nhân, tập trung vào sự nghiệp, tiếp tục sáng tác và phát nhạc cùng với các ca sĩ trên con đường chạm vào hào quang rực rỡ. Đầu năm 2024, nam nhạc sĩ cho ra đời ca khúc Không Phải Của Mình, thể hiện đạo lý nhân văn của người Việt Nam ta, đề cao tình thân, khuyên người đời buông bỏ lòng tham, bất chấp mê muội, đừng cố bám víu, dùng thủ đoạn để tranh giành những thứ không phải của mình. Ca khúc này Cao Minh Thu viết ra mang tính chất đại chúng và được mọi người quan tâm ủng hộ, nhưng cuối cùng bất ngờ, nam nhạc sĩ này đã bị tấn công. Thưa quý vị và các bạn, một nhạc sĩ, tiền tác quyền một bài hát không thể nào mua nhà lầu xe hơi, một bài hát khó tạo nên thương hiệu cho riêng mình và trong sự nghiệp sáng tác của họ, thiếu đi một bài hát đó không phải là điều đáng để họ quan tâm và có nhiều tác giả, nhạc sĩ, tác phẩm của họ đã sử dụng đại trà nhưng họ không hề biết và lẽ dĩ nhiên họ cũng không thu được tiền tác quyền.
Khi tác phẩm của họ được sử dụng, nhạc sĩ Cao Minh Thu có rất nhiều bài hát được yêu thích và đặc biệt là những liên khúc lô tô được anh viết lời dựa theo các bài lý và các thể điệu hậu quảng, một thời gian rất thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Việc anh chia sẻ với cộng đồng mạng về nội dung bài hát không phải của mình và những lùm xùm xoay quanh bài hát Tiếc Thương, một bài hát mà anh dành tặng riêng cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là có nguyên nhân của nó. Bài hát đã được sử dụng gần 9 tháng, lợi nhuận thu được từ bài hát trên nền tảng YouTube cho đến nay anh vẫn chưa được nhận. Trong khi bài hát bị sử dụng độc quyền, tại sao cho tới tận bây giờ anh mới chia sẻ về điều này? Chắc chắn là không phải vì số tiền tác quyền của bài hát đó, mà đó là một cách phân định ra trời hai chữ đúng sai, một cách thể hiện suy nghĩ của mình về drama sóng gió gia tộc. Anh không livestream phân tích, anh không viết status phản biện, anh đã dùng âm nhạc để nói lên chính kiến của mình. Mặc dù anh tham gia vào tem Sao Chúng Ta, nhưng cách lên tiếng của anh qua bài hát Không Phải Của Mình đã nhanh chóng đi vào lòng của công chúng, gây sát thương trầm trọng cho đám giành nhà người ta. Một con ngáo chạy chữa vết thương cho đồng đội bằng cách lên mạng lớn tiếng rộng họng mặc xác anh là một nhạc sĩ thiếu kiến thức. Một người già tham lam thì cho rằng anh vô nhân đạo. Những nick ảo kia thì nói rằng anh đâu bám drama để trục lợi, nhưng có lẽ Hồng Phượng là người biết rõ lý do tại sao nhạc sĩ Cao Minh Thu sáng tác bài hát Không Phải Của Mình trong thời điểm này. Đó là câu trả lời khi nghe Hồng Phượng tuyên bố mình sẽ chiến thắng. Phượng, em đã sai rồi, dừng lại đi em. Cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Thu đã đồng hành cùng với chúng tôi, dù là gián tiếp. Hy vọng sự dũng cảm của anh sẽ làm chất xúc tác để có thêm nhiều nghệ sĩ, ca sĩ bước ra ánh sáng để đồng hành cùng với chúng tôi, đòi lại công bằng cho con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sự kiện hôm qua đã khẳng định anh không sai khi tham gia vào drama Sóng Gió Gia Tộc, một sự kiện vô nhân, tàn nhẫn, làm ngỡ ngàng hàng triệu người Việt trên khắp nơi trên toàn thế giới, yêu cầu tước quyền làm người của Võ Thị Hồng Loan, con gái duy nhất của ông Hoàng Cải Lương hậu quản Võ Văn Ngoan, tức cổ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sau 37 năm hiện diện trên cuộc đời này. Một yêu cầu độc ác, vô nhân tính và tận cùng của sự khốn nạn, những vai diễn khóc cười để bao người nhìn thấu lòng tham. Anh nhìn thấy, bao người nhìn thấy, nhưng cái đám đang ủng hộ họ một cách mù quáng thì lại không nhìn thấy. Ngược lại họ còn tiếp tay để bọn họ cùng tước đi quyền sống của một con người. Đời Phượng có hai lần bị khai tử ấn tượng. 1. Mua huyệt mộ và lo thủ tục an táng khi cậu còn sống. 2. Chỉ đạo cho mẹ khai tử Hồng Loan bằng cách gửi đơn kiện yêu cầu hủy khai sinh và giấy nhận con nuôi. Kết quả, Phượng bị cộng đồng mạng khai tử ngày 7 tháng 3 năm 2023 bằng cách tẩy chay vĩnh viễn khỏi showbiz và cộng đồng. Từ nay, Phượng đừng trách cộng đồng mạng. Có trách thì Phượng hãy trách người mà bày mưu tính kế cho Phượng. Cũng không đúng. Có trách thì Phượng hãy đi mà tự trách chính mình, đặt lòng tin làm người. Phượng à, đời không như là mơ, những gì thấy trong mơ, khi mà tỉnh giấc thì nó sẽ không tồn tại, những gì Phượng đang thấy ở hiện tại lại không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật, Phượng phải đối đầu và bắt buộc phải chấp nhận. Với bản tính ương ngạnh cố chấp của Phượng, việc đối đầu với dư luận và cộng đồng mạng chẳng khó khăn gì, cái khó là Phượng phải làm sao cho cậu Phượng sống lại để xác minh với cơ quan chức năng, di nguyện của cậu Phượng là hợp tình, hợp lý. Được như vậy thì chúng tôi và cộng đồng mạng sẽ tự rút lui để nhường quyền quyết định lại cho anh ấy. Người chết chưa phải là hết, có những thứ người chết để lại người sống nhìn thấy cũng phải hết hồn. Cái ngày hết hồn không còn xa đâu Phượng à. Phượng cứ tiếp tục bình thản ngồi đó với nụ cười thương hiệu của mình, cười nhếch mép, cười để đám lâu la của Phượng có thêm niềm tin chiến thắng. Hôm qua tới giờ, chắc mấy đứa nhỏ hụt hẫng lắm, nghe kể chuyện cổ tích mà cứ ngỡ là thật. Thành kính phần u, xin chia buồn với Phượng và đồng bọn, xin miễn phúng điếu để khỏi mất công sao kê.